Phong trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình tin cập nhật chiều tối ngày hôm nay. Trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và trước khi đi vào phần tin tức phong vẫn thông báo bắt đầu từ hôm nay và ngày mai thì tạp chí quốc phòng sẽ được gửi đi cho tất cả những khán thính giả nào đã có đơn đặt hàng với lại tạp chí quốc phòng và nó sẽ được gửi trong tuần này và như vậy thì khán giả tại Mỹ sẽ nhận được và Canada sẽ nhận được trong tuần này còn riêng những khán giả ở Âu Châu và Úc Châu thì có thể tuần tới hoặc là sau đó bởi vì cái đường gửi qua Âu Châu và Úc Châu ra nước ngoài thì nó hơi khó khăn hơn mong quý vị thông cảm cho riêng những khán giả nào ở Úc Châu và ở Âu Châu, Châu chưa nhận được cái tạp chí số 1 thì lần này chúng tôi gửi luôn cả một lẫn hai cho quý vị nếu mà những quý vị nào chưa nhận được các cái tạp chí quốc phòng cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều mọi chi tiết xin liên lạc trần nhật phong đạo diễn at yahoo com trần nhật phong đạo diễn at yahoo com cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều và bây giờ thì chúng ta lại bước qua cái phần uh, tin cập nhật của chúng ta đầu tiên hết là tin quốc tế, Ai Cập trả tự do cho một ký giả của đài truyền hình Al Jazeera là Hisam Abdel Aziz sau 4 năm giam giữ. Bản tin mới nhất cho biết thì một ký giả từ đài truyền hình Al Jazeera đã được trả tự do tại Ai Cập sau 4 năm à, anh bị bắt giữ và à, hãng truyền thông có tên là Quatari đã cho biết như trên. Hisham Adel Aziz đã bị bắt giữ từ năm 2019 sau khi báo cáo là tình nghi là anh thuộc về một cái tổ chức khủng bố và anh đã được trả tự do sau khi mà à, bị bắt giữ trước đây và theo tường trình cho biết thì à, gia đình của anh Anzi cho biết anh đã quay trở về nhà ở tại Cairo. Anh là một trong những phóng viên của đài truyền hình Al Jazeera đã bị bắt giữ tại Ai Cập kể từ khi mà có cái à, cuộc gọi là thay đổi quyền lực ở tại Ai Cập từ năm 2013 và tới tháng 7 năm đó thì anh cái người tổng thống của đạo hồi là Mohamed Morsi đã lật đổ cái đã bị lật đổ bởi chính quyền quân quân đội tại quốc gia này và dẫn tới hàng loạt các cuộc biểu tình các nhóm tranh đấu cho dân quyền cho biết hàng chục ngàn người đã bị bắt giữ trong cuộc à, dập tắt các nhà bất đồng chính kiến và rất nhiều người đi bị cáo buộc là có liên hệ tới cái à, tổ chức hồi giáo đã bị ban ban, ban cấm tại quốc gia này là Muslim Brotherhood cũng như là phía Ai Cập đã cáo buộc là Al Jazeera đã hỗ trợ cho nhóm Hồi giáo này. Và theo tường trình của đài truyền hình Al Jazeera thì ông Abdel Aziz đã bị bắt giữ tại Cairo ngay tại phi trường khi mà vừa tới từ Qatar và nơi mà anh đã sống và làm việc và hiện nay thì anh đã trên đường trở về gặp gia đình. Đây được xem là cuộc trả tự do mới nhất dành cho một ký giả của đài truyền hình Al Jazeera. Đó là bản tin liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay và cũng liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay do Thái mở cuộc không tập vào phi trường Aleppo khiến cho một binh sĩ đã bị thiệt mạng. Bản tin từ Beirut cho biết lực lượng không quân của do Thái đã mở cuộc không tập nhắm vào phi trường quốc tế ở phía bắc của Syria là Aleppo vào ngày thứ ba tính theo giờ địa phương và khiến cho ít nhất một binh sĩ của Syria đã bị thiệt mạng ở trong cái phi trường này theo tường trình của giới truyền thông cho biết cơ quan truyền thông sana của syria nói rằng là hai dân thường đã bị thương và năm binh sĩ khác của syria đã bị thương à, trong khi đó thì phía do thái vẫn phát động các cuộc không tập nhắm vào các mục tiêu à, được xem là à, không nói rõ tên của họ tại aleppo và hiện nay vẫn chưa có một cái bản statement nào từ chính quyền của do thái phi trường này đã trở thành một trong những cái uh, kênh quan trọng cho các cái việc mà cứu trợ ở quốc gia này sau cái uh, cuộc động đất ngày 6 tây tháng 2 à, diễn ra tại Thổ Nhĩ Kỳ và Syria, trên 50.000 người đã bị thiệt mạng, bao gồm luôn 6.000 người ở Syria và tổ chức nhân quyền của Syria có trụ sở đặt tại Anh cho biết. Mục tiêu các cuộc không tập này nhắm vào việc à, gọi là nhận tất cả những cái đạn dược ở phi trường và nó đồng thời báo cáo rằng phía do Thái đã tấn công vào một cái phi trường quân sự ở à, bên cạnh cái à, thành phố Aleppo và nơi mà giới truyền thông cho biết rằng không có biết à, cái phần thiệt hại như thế nào. Trong tháng 3 thì do Thái đã tấn công vào phi trường Aleppo với hai cuộc tấn công khác nhau và trong đó kéo dài cách nhau chỉ có vài ngày. Do Thái vẫn tuyên bố là họ sẽ ngăn chặn tất cả những cái việc mà cung cấp nguồn vũ khí của Iran qua cho các nhóm hồi giáo tại đây, đặc biệt là nhóm Hezbollah. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay, cuộc biểu tình tại Pháp đã bùng nổ thêm dữ dội giữa lúc mà đang có những cái cuộc đụng độ gây gắt giữa những người biểu tình và lực lượng an ninh. Bản tin mới nhất từ nước Pháp cho biết thì các người biểu tình đã đụng độ với lực lượng an ninh trên toàn nước Pháp vào ngày thứ hai. Hàng trăm ngàn người đã tràn xuống đường trong cái ngày được xem là ngày lễ lao động của khối khuynh tả và họ nổi giận đối với là ông Tổng thống Emmanuel Macron trong việc mà ông ta cải tổ cái hưu trí tức là cái tuổi hưu trí. Phía nghiệp đoàn cho biết họ hy vọng rằng cái cuộc thân ao này sẽ là trên mở rộng trên toàn quốc để phản đối ông Macron người đã có cái hành động thúc đẩy việc mà thay đổi cái tuổi hưu trí từ 62 đến 64 và trong đó gần như là ông ta đang tìm cách gọi là cố gắng để mà thúc đẩy một cái cuộc bầu cử thứ hai và ông Macron vào tháng trước đã ký cái luật này sau khi nó được thông qua ở tại Pháp và ít nhất 108 binh sĩ của cảnh sát đã bị thương, 291 người bị bắt giữ trên toàn nước Pháp trong các cuộc đụng độ giữa người biểu tình và cảnh sát Pháp. À, bên cạnh đó thì à, cái à, liên hiệp chánh của à, một cái nghiệp đoàn chánh của phía à, công dân Pháp đã cho biết rằng là họ đã tổ chức cuộc biểu tình theo tường trình của Bộ trưởng Nội các Pháp đưa ra với lại các thông tin viên tại Paris thì những người biểu tình đã quăng tất cả những cái vật dụng của họ bao gồm gạch đá vào phía cảnh sát và làm vỡ những cái cánh cửa kính của các cái cơ sở thương mại bao gồm luôn cả nhà băng và các cái cơ sở văn phòng về địa ốc trong khi đó thì lực lượng an ninh đã phản ứng lại bằng cách là bắn tia gas và dùng vòi rồng bắn vào các người biểu tình theo tường trình của hãng thông tấn AFP cho biết và các người biểu tình cũng như cảnh sát đã bắt đầu có sự đụng độ dữ dội cảnh sát đã được đưa ra vào cái lệnh giờ chót là sử dụng những cái tròn và tất cả mọi hệ thống an ninh để có thể đối phó với người biểu tình trong khi đó thì lực lượng an ninh đã được lệnh là sử dụng tia ga ở tại Toulouse ở phía nam của nước Pháp giữa lúc căng thẳng à, lúc mà họ đụng độ với người biểu tình ít nhất là bốn chiếc xe đã bị đốt cháy ở phía nam của thành phố Lyon và ở phía Tây là thành phố Nantes thì cảnh sát cho biết họ đã bắn tiga sau khi mà các người biểu tình đã bắt đầu xông vào các hàng rào và phá vỡ các hàng rào. Đây được xem là cuộc biểu tình lớn và xảy ra tại nước Pháp trong lúc mà đang có những người biểu tình tràn xuống trên toàn quốc, tổng cộng có khoảng 782.000 người đã biểu tình trên toàn nước Pháp, bao gồm 112.000 người tại Paris. Và theo tường trình của Bộ trưởng Nội bộ cho biết, và phía Diêu Danh nói rằng là họ đếm là khoảng 2.3 triệu người trên toàn nước Pháp, bao gồm tại thủ đô, tức là Paris là 550.000 người đây được xem là cuộc biểu tình lớn và dẫn đến một cái cuộc xung đột gay gắt giữa lực lượng an ninh và các người biểu tình. Đó là bản tin liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay, phát biểu trước nghị viện của do Thái, ông chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ Kevin McCarthy cam kết là tiếp tục ủng hộ cho Ukraine. Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ là ông Kevin McCarthy đã bác bỏ một nguồn tin từ phía Nga đưa ra ở tại Jerusalem cho rằng ông đã không có ủng hộ hỗ trợ cho Ukraine và ông nói rằng vẫn tiếp tục cam kết việc Hoa Kỳ hỗ trợ cho Kiev và đòi hỏi Moscow là phải rút quân của họ ra khỏi quốc gia này theo từng từng trình của tờ The Hill cho biết như trên tôi đã bỏ phiếu cho việc hỗ trợ cho Ukraine và tôi hỗ trợ tôi đặc biệt là ủng hộ cho việc hỗ trợ cho Ukraine ông Matt đã phát biểu trong cuộc họp báo tôi không hỗ trợ cho quốc gia của quý vị những gì mà quý vị đã làm tại Ukraine tôi không ủng hộ cho quý vị sát hại những trẻ em và quý vị phải rút ra và tôi không nghĩ đây là một điều đúng ông Matt Cathy đã phát biểu như trên chúng tôi vẫn tiếp tục hỗ trợ cho Ukraine và tôi nghĩ rằng tất cả trên thế giới cũng làm tương tự như vậy. Ông McCarthy đã uh, lên tiếng phát biểu như trên sau khi mà có một cái uh, câu hỏi của ký giả cho rằng việc mà giám sát lại các nguồn cứu trợ cho Ukraine là uh, của Đảng Cộng hòa có vẻ như là không hỗ trợ cho Ukraine. Trong khi đó thì năm ngoái, phía Cộng hòa tuyên bố là họ sẽ không để một cái plan check cho phía Ukraine. Lời phát biểu này được đưa ra sau khi mà phía đảng Cộng Hòa đã tìm cách cắt giảm cái chi phí 130 tỷ vào năm tới và tìm cách giảm đi cái thâm thủng ngân sách khoảng 4.800 tỷ Mỹ Kim trong vòng một tập niên tới và tranh luận gây gắt với đảng Gia Chủ trong việc mà tháo gỡ cái giới hạn nợ trần của quốc gia. Hoa Kỳ đã chi ra 35 tỷ Mỹ Kim cho vấn đề an ninh của Ukraine kể từ khi Nga xâm lăng Ukraine vào tháng 2 năm 2022. Thêm vào đó thì ông McCarthy cho biết Trong cái buổi phát biểu trước khi mà ông có mặt Ở tại nghị viện của Do Thái là set Khi mà ông trở thành một diễn giả chính thì Hoa Kỳ vẫn tiếp tục cam kết hỗ trợ tất cả an ninh cho châu Thái nếu cần thiết và trong cái tài khoá của à, cái thời gian gần đây là Hoa Kỳ đã chi ra khoảng 3.3 tỷ Mỹ Kim cho phía của châu Thái. Theo tường trình khoảng thông tấn Bloomberg cho biết, ông McCarthy đã nói với các thông tin viên là ông vẫn chưa nghe từ tính quyền của ông Jordan là sẽ có cái cuộc đàm phán sau khi mà phía đảng Cộng Hòa đã thông qua một cái à, dự luật ngân sách trong đó tiết kiệm khoảng, à, giảm đi cái chi phí khoảng 4.800 tỷ Mỹ Kim à, và trong đó gia tăng cái đại trận quốc gia là 1, 500 tỷ Mỹ kim à, mà trong đó thì phía ông Chu Bình vẫn chưa có à, câu trả lời chính thức cho phía Đảng Cộng hòa. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ và do Thái ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay, bà Janet Yellen, Bộ trưởng uh, Tài chính của Hoa Kỳ cho biết Hoa Kỳ có thể sẽ không còn tiền bạc à, ít nhất là tới ngày 1 tây tháng 6. Bộ trưởng Tài chính của Hoa Kỳ bà Janet Yellen đã báo cho Quốc hội biết vào ngày thứ hai là phía Hoa Kỳ dự tính sẽ đạt tới cái mức gọi là giới hạn của nội trần vào đầu tháng 6 nếu như các thành viên không tăng cái giới hạn nợ Trần lên à, cao hơn. Trong lá thư gửi cho cả các lãnh đạo của hạ viện và thượng viện, bà Yellen đã thúc giục quốc hội là phải bảo vệ cái niềm tin trong tín dụng của Hoa Kỳ à, và phải hành động càng sớm càng tốt. Trong đó thì à, nợ Trần quốc gia hiện nay là 31.400 tỷ Mỹ kim được xem là mức giới hạn tối đa. Chúng tôi được biết là trong quá khứ thì cái việc mà giới hạn này chúng tôi vẫn chờ đợi tới giờ phút cuối cùng trong đó ngưng lại cái việc mà gia gia tăng cái à, giới hạn trần quốc gia có sẽ gây tổn thương cho giới thương mại và thị trường tiêu thụ và điều này có nghĩa là sẽ tăng thêm cái giai đoạn à, cái chi phí cho những người trả thuế và nó có thể có một cái tác hại tiêu cực cho cái tín dụng của Hoa Kỳ đó là lời phát biểu của bà đưa ra trong lá thư Bộ Tài chánh trong ngày thứ hai cho biết. Họ dự tính là tăng thêm cái việc vay mượn từ tháng 4 cho tới tháng 6 à, trong năm nay và trong đó chính quyền của liên bang đang à, tìm cách gọi là đạt thỏa thuận với quốc hội trong vấn đề giới hạn nợ trần. Hoa Kỳ dự tính là vay thêm 726 tỷ mỹ kim trong cái tam à, cá nguyệt thứ hai và 449 tỷ mỹ kim à, bắt đầu từ tháng giêng Trong đó gần như giảm đi cái à, việc mà quân bình trong tất cả các dự án và hy hy vọng là họ có thể à, giảm bớt những cái chi phí quá cao trong khi cuộc chiến của nga tại ukraine vẫn là một cái ảnh hưởng tới cái mức tăng trưởng của hoa kỳ bộ tài chính cho biết rằng là việc mà tranh luận trong vấn đề nợ trần quốc gia sẽ gây nguy hiểm cho cái thị trường tài chính của hoa kỳ đây được xem là một trong những bản báo cáo mới nhất và lời cảnh báo của bà janet yellen đã đưa ra với quốc hội đó là bản tin liên quan tới tình hình của hoa kỳ ngày hôm nay và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay một dự luật đã được giới thiệu để bảo vệ cho các chánh án trong tối cao pháp viện thượng nghị sĩ Marsha Blackburn của đảng Cộng hòa tại Tennessee dự tính là giới thiệu một dự luật vào ngày thứ hai trong đó gia tăng tất cả án tù tối đa từ 1 năm lên tới 5 năm, năm cho bất kỳ ai bất hợp pháp gây ảnh hưởng tới các chánh án trong tối cao pháp viện trong một bản statement đưa ra. Dự luật này của bà Blackburn có cái tên là Protecting Our Supreme Court Justice Act, trong đó được đồng bảo trợ bởi ít nhất là 10 thượng nghị sĩ của Đảng Cộng hòa. Diễn ra giữa lúc mà một số những người biểu tình đang nhắm vào nhà riêng của các chánh án bảo thủ sau cái cơn bừng tỉnh về việc mà tối cao pháp viện đã lật đổ phán quyết rô viết vào năm ngoái à, chúng ta đã thấy được vào năm ngoái dường như là nhóm cực tả đã có những cái hành động à, bạo động và đe dọa mục tiêu của họ khi họ không đồng ý với lại cái phán quyết của tối cao pháp viện và tìm cách gọi là đe dọa tới những cái nhà riêng của các chánh án trong tối cao pháp viện và Blackburn cho biết và việc này đặc biệt đã gây lo ngại rất lớn cho chúng tôi khi những người biểu tình này đã bị bắt giữ khi mà họ vi phạm luật pháp và bộ tư pháp đã không đưa ra bất kỳ một cái hành động nào để mà bảo vệ cho tình trạng này và cái luật gọi là protecting our supreme court justice sẽ đưa ra và buộc tất cả các cái bộ ban ngành trong cái chính quyền liên bang là phải bảo vệ tối đa cho các chánh án trong tối cao pháp viện một điều mà trước đây ông Biden đã từ chối làm và bộ tư pháp cần phải làm công việc của họ để bảo vệ cho tất cả những uh, chánh án và người trong gia đình của họ thượng nghị sĩ john conny của đảng cộng hòa tại texas cũng đã đồng bảo trợ cho cái dự luật này nói thêm rằng việc mà uh, các chánh án trong tối cao pháp viện đã đưa ra cái phán quyết và trong đó họ dựa trên tất cả những cái quyết định từ ở trong cái bản hiến pháp và điều này đã gây mất lòng cái đa một nhóm những kẻ cực tả và trong đó họ đe dọa tới sinh mạng và gia đình của các chánh án Cùng một lượt thì thượng nghị sĩ cho John Bushman của Đảng Cộng hòa tại Arkansas cũng là đồng bảo trợ cho dự luật cho biết và các thành viên nằm trong cái quỹ ban đặc trách về tư pháp và ngành tư pháp của chúng ta không thể bị đe dọa bởi bất kỳ một ai khi mà các chánh án đưa ra phán quyết của họ. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay và cũng liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay, thị trưởng của thành phố New York lên tiếng cáo buộc thống đốc của tiểu bang Texas đã cố tình đưa những di dân bất hợp pháp tới những thành phố mà ông ta cho rằng là do người da đen quản trị. Đó là bản tin mới nhất liên quan tới tình hình di dân bất hợp pháp. Thị trưởng thành phố New York là ông Eric Adams đã lên tiếng và cáo buộc ông thống đốc của tiểu bang Texas là Craig Abbott đã nhắm vào mục tiêu các thành phố mà do người da đen quản trị để đưa những xe bus chở những di dân bất hợp pháp tới à, các thành phố này. Ông Adam đã lên tiếng và cáo buộc ông à, thống đốc của tiểu bang uh, Texas sau khi mà có một uh, thị trưởng của thành phố Washington DC là bà Lori Lightfoot uh, xin lỗi quý vị ở tại thành phố Chicago là bà Lori Lightfoot trước đó đã viết một lá thư cho ông Abbott chỉ ra những lo ngại về tình trạng mà đưa di dân tới đây không chỉ là vấn đề gây uh, uh, phá sản mà trong đó gần như là một mối lo ngại rất lớn và điều này là là, là, điều mà không thể bỏ mặt và ông Abbott vẫn nhắm vào ít nhất 5 thành phố do các thị trưởng da đen đã điều hành. Đó là lời phát biểu của ông Adam đã đưa ra trên Twitter. Và ông Abbott đã sử dụng cơn khủng hoảng này để gây tổn thương cho những thành phố nào mà do người da đen quản trị, tức là người da đen trở thành thị trưởng và bất kể cái hành động mà ông ta mô tả là uh, vô nhân đạo của ông Apple, thì thành phố New York vẫn tiếp tục sẽ giải quyết cơn khủng hoảng này tuy nhiên có nhiều chuyện thì thành phố không đủ khả năng giải quyết đó là lời phát biểu của ông ông Abbott đã chưa lên tiếng uh, trả lời cho cái vấn đề gọi là quy trách nhiệm này tuy nhiên ông Adam cho biết năm thành phố bị nhắm mục tiêu là New York, Los Angeles, Chicago, Denver và Washington DC cả năm thành phố này đều có những thị trưởng da đen và tờ Politico chỉ ra cho thấy 57.000 di dân đã tới New York kể từ mùa xuân năm ngoái. Chicago nhận khoảng 8.000 người và hầu hết đa số đến từ những quốc gia ở châu Mỹ Latin. Vào tuần trước, thì ông Adam đã kêu gọi chính quyền liên bang và các cơ quan khẩn cấp này là phải cung cấp thêm ngân sách để có thể giải quyết được cái tình trạng của di dân. Tuy nhiên, thì phía của chính quyền liên bang vẫn chưa có động đậy. Trong khi đó, thì mặc dù thành phố đã nhận khoảng 8 triệu Mỹ Kim, trong cái quỹ của liên bang để giúp cho giải quyết cơn khủng hoảng về di dân. Thành phố này cho biết chi phí khoảng 4 tỷ Mỹ Kim để cung cấp cho những di dân những cần thiết trong vòng vài năm tới. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay thì Joe Biden tuyên bố là sẽ gặp gỡ với lại các lãnh đạo quốc hội tại Tòa Bạch Ốc vào ngày 9 tây tháng 5. Ông Tổng thống Joe Biden đã có gọi điện thoại cho ít nhất là bốn lãnh đạo trong quốc hội vào ngày chiều ngày thứ hai và mời họ đến cái tòa bạch ốc vào ngày 9 tây tháng 5 để dự phiên họp. Trong đó gia tăng áp lực về việc mà tháo gỡ cái giới hạn nợ trần quốc gia sau khi có lời tuyên bố và cảnh báo của Bộ Tài chánh là cái vấn đề vỡ nợ sẽ diễn ra vào ngày 1 tây tháng 6 chính quyền đã xác nhận và nói rằng uh, có những cuốn điện thoại cá nhân dành cho các nhà lập pháp và uh, thành lập cái phiên họp này và đoán chắc rằng sẽ có dự định dự tính là thảo luận về tất cả những cái việc liên quan tới cái uh, giới hạn nợ trong quốc gia trong cuộc họp này thì ông Biden dự tính là sẽ áp lực quốc hội là phải có hành động để xóa đi tình trạng vỡ nợ của quốc gia mà không có một điều kiện nào sau khi thảo luận về việc mà gọi là đối phó với việc vỡ nợ và làm cách nào để có những cái tiến trình khác biệt nhằm thông qua cái ngân sách cho tài khoản năm 2024. Ông Biden và chủ tịch của Hạ viện là ông Kevin McCarthy dường như đã bắt đầu có sự đối đối đầu khi mà giới hạn và tháo gỡ một số những cái vay nợ của chính quyền. Trong đó thì ông Joe Biden cho biết ông ta muốn gia tăng cái nợ trần quốc gia từ 34.400 34, tỷ Mỹ Kim. Tuy nhiên, ông McCarthy và các thành viên của Đảng Cộng Hòa đòi hỏi là phải cắt giảm chi phí của chính quyền liên bang và đã thông qua một cái dự luật trong đó là sẽ giảm đi tình trạng thâm thủng ngân sách ở 4.800 Mỹ Kim trong vòng 10 năm tới. Và ông McCarthy gọi ông Joe Biden là phải tiếp tục đàm phán à, và trong uh, chiều ngày thứ hai thì ông Tổng thống này cho biết là ông ta sẽ gặp gỡ với các thành viên lãnh đạo của Hạ viện lẫn Thượng viện. Trong khi đó thì bà Janet Yellen vẫn cảnh báo đất nước có thể đi tới tình trạng vỡ nợ vào ngày 1 tây tháng 6 sắp tới đây. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới ông Biden, con trai của ông ta là Hunter Biden, phải trả lời tất cả những câu hỏi đó là phán quyết và đưa ra cái quyết định của một quan tòa. Bản tin mới nhất cho biết con trai của ông tổng thống Joe Biden là Hunter Biden phải trả lời thêm tất cả những câu hỏi được viết xuống về vấn đề chuyển ngân tài chính của anh ta, bao gồm việc bán các cái tác phẩm nghệ thuật của anh ta và vấn đề đầu tư. Theo tường trình của báo chí cho biết và một quan tòa tại Arkansas đã đưa ra phán quyết ngày thứ hai và quan tòa độc lập của cái tòa độc lập có tên gọi là Holly Mayer đã lên tiếng và nói rằng cuộc chiến pháp lý giữa Hunter Biden và Looting Robert à, thì à, một phụ nữ ở Arkansas là mẹ của con trai của, à, à, của ông Hunter Biden trong trường hợp mà ông ta đã không đã trốn tránh và giảm đi cái à, khai mang cái vấn đề tài tránh để mà giảm đi cái tiền child support và trong đó cho thấy là luật sư của Hunter Biden đã yêu cầu của phía tòa án là phải cho biết rõ ràng cái xác định này tuy nhiên thì trong đó thì bà robert cho biết bà đã yêu cầu phải báo cáo đầy đủ tài chính của ông hunter biden để mà thực hiện cái tiến trình điều tra robert sau đó đã yêu cầu quan tòa là giữ lại tất cả những cái lời phát biểu cũng như những cái tập tài liệu về tài chính của ông hunter biden Bà, bà Mayer, bà chánh đáng cho biết là à, phía của Hunter Biden cần phải trả lời đầy đủ tất cả những cái dữ liệu liên quan tới việc bán tranh nghệ thuật của anh ta và kể cả những nguồn đầu tư của anh ta trong lúc mà anh ta đã cố tình giảm đi cái lợi tức mỗi năm của mình để giảm đi cái tiền gọi là Child Support, tức là à, nuôi con cái. Trong đó thì à, thời gian gần đây thì anh ta đã chi ra khoảng 20.000 Mỹ Kim cho vấn đề Child Support cho Robert và tổng cộng là 750.000 Mỹ Kim. À, tuy nhiên thì các giới truyền thông báo cáo rằng anh ta đã bán tranh và trong đó anh ta đã khai man rất nhiều trong vấn đề bán tranh. Đây được xem là một trong những cái cuộc điều tra của quan tòa nhắm vào một vụ án khác mà trong đó thì Hunter Biden bị buộc là phải cấp dưỡng con cái cho tới lúc 18 tuổi và anh ta tìm cách tránh né chuyện này. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Anthony Blinken lần thứ hai đã không đáp ứng yêu cầu và cái tác của quốc hội liên quan tới vấn đề rút quân tại Afghanistan. Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken đã không đáp ứng lần thứ hai trong cái tác của quốc hội yêu cầu Bộ Ngoại giao là phải chuyển giao tất cả những cái uh, tập tài liệu liên quan tới cái cuộc rút quân vào năm 2021 tại Afghanistan à, ngày 1 tây tháng 5 là thời hạn chót tức là ngày hôm nay đây là lần thứ hai bộ ngoại giao đã không đáp ứng cái trát mời của tòa án và lần đầu tiên diễn ra vào ngày 20 tây tháng 4 sau đó thì à, cái ngày deadline tức là cái ngày cuối cùng đã được gia hạn ra tới ngày 1 tây tháng 5 mclaurin pinover được xem là giám đốc phó giám đốc điều hành về đối thoại của đảng cộng hòa ở trại cái quỹ ban đặc trách về đối ngoại của hòa viện đã đưa ra cái trát này và nói với tờ Epoch Times rằng bộ ngoại giao vẫn chưa gửi qua tất cả những cái tập tài liệu này trong ngày 1 tây tháng 5 thì à, phía của à, Bộ ngoại giao đã có cuộc họp báo trong đó đặt câu hỏi của tờ Times liên quan tới tập tài liệu này thì à, và phát ngôn viên của Bộ ngoại giao là Vernon Patel đã nhắc lại rằng anh ta đã có hàng loạt Bộ ngoại giao vẫn mở ra tất cả những cái quỹ ban và cung cấp tất cả những cái cần thiết và trong ngày 28 tây tháng 4 vừa qua trong cuộc họp thì phía của Bộ ngoại giao nói rằng họ đã có những cái đáp ứng đối với lại à, À, phía của quỹ ban đặc trách về đối ngoại về các cái tập tài liệu này tuy nhiên thì không có nộp đầy đủ cho tất cả những thành viên trong quỹ ban đây được xem là lần thứ hai mà ông Anthony Blinken đã từ chối và không giao nộp tất cả những tài liệu cần thiết liên quan tới cuộc rút quân một cách hỗn loạn tại Afghanistan đó là bản tin liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay, một dự luật lưỡng đảng có thể sẽ đối phó với việc sử dụng AI để điều khiển tất cả những loại vũ khí nguyên tử bản tin mới nhất cho biết một nhóm các nhà luật pháp của lưỡng đảng đã thúc đẩy một cái dự luật nhằm đối phó với ngũ với ngũ giác đài sử dụng ai tức là trí tuệ nhân tạo để mà phát động một cái cuộc gọi là vũ khí nguyên tử đây được xem là một cái dự luật có tên gọi là block nuclear loss by autonomous artificial intelligence act tức là ngăn chặn sử dụng cái hệ thống trí tuệ nhân tạo để mà bắn các cái vũ khí nguyên tử và đồng thời là kiểm soát chặt chẽ trong vấn đề mà AI không thể sử dụng để nhắm vào những cái quyết định mục tiêu. Dân biểu à, dân biểu của tên là Ken Burke của Đảng Cộng hòa tại Colorado, Don Beyer của Đảng Dân chủ tại Virginia và Ted Liu của Đảng Dân chủ tại California cùng với thượng nghị sĩ Edward Markey của đảng dân chủ tại Massachusetts đã giới thiệu dự luật này cả ở trên cả lưỡng viện tức là cả sàn hạ viện lẫn thượng viện vào ngày 26 tây tháng 4 giữa lúc mà quân đội Hoa Kỳ đang sử dụng AI để có thể tăng cường cái mục tiêu là an ninh quốc gia sử dụng AI để khai triển vũ khí nguyên tử mà không có một cái sự điều khiển của con người và kiểm soát này là một điều nguy hiểm cần phải bị ngăn cấm ông Bush đã cho biết như trên trong một bản statement Tôi rất là hân hạnh để bảo trợ cho dự luật này, trong đó chắc chắn rằng con người phải sử dụng cái quyền của mình để mà điều khiển nguyên tử chứ không thể giao cho robot tức là AI, bởi vì đây là một trong những cái vấn đề nhạy cảm về vấn đề quân sự. AI vẫn chưa có một cái hệ thống nào mà được vào không có cái hành lang pháp lý nào kiểm soát, trong khi đó thì cái chương trình về nguyên tử của Ngũ giác đại trong năm 2022 thời gian gần đây vẫn tiếp tục được quản trị bởi con người chứ không phải là robot và điều này thì phía Hạ viện cũng như là phía Thượng viện mong muốn rằng vẫn duy trì điều này và không thể áp dụng AI vào trong cái lĩnh vực gọi là phát động các cái vũ khí nguyên tử bởi vì nó có thể sẽ có sai lạc và có nguy hiểm cho người dân hoặc là cho cả thế giới khi mà nó bị sai lạc hoặc là nó bị cướp quyền điều khiển. Đây được xem là một trong những cái dự luật mà phía của Quốc hội muốn kiểm soát chặt chẽ phiên ngũ giác đài không để cho họ phát triển AI trong lĩnh vực và vũ khí nguyên tử. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay và được xem là bản tin tại sự hàng đầu trong channel của trần nhật phong ngày hôm nay hoa kỳ và philippines gia tăng hợp tác về quân sự lẫn kinh tế giữa lúc đang có sự đe dọa từ phía trung quốc hoa kỳ và philippines phải sẽ gia tăng cái sự liên minh của họ trong việc hợp tác về quân sự bao gồm luôn nguồn cung cấp về các cái hệ thống của không quân và hải quân của hoa kỳ dành cho philippines ông Tổng thống Joe Biden đã gặp gỡ với Tổng thống của Philippines là Ferdinand Marcos Jr. tại Tòa Bạch Ốc ngày hôm nay, 1 tây tháng 5, nơi mà đôi bên đồng ý là tăng cường hợp tác về quân sự. À, cuộc gặp gỡ này là gia tăng cái tầm quan trọng về liên minh với Philippines và nó là sẽ là một cái lực lượng gìn giữ hòa bình và ổn định ở khu vực Indo-Pacific trong vòng 70 năm qua. Đó là lời phát biểu của Karen John Pierre trong lúc mà có cuộc họp báo vào ngày thứ hai. Hội nghị thượng đỉnh giữa ông Joe Biden và ông Marcos là được xem là cả, à, trong một cái à, 4 ngày khi mà ông Marcos đã viếng thăm Hoa Kỳ trong một cái giai đoạn 4 ngày bắt đầu từ ngày 30 tháng 4 và trong đó đây được xem là lần đầu tiên có chuyến viếng thăm của tổng thống Philippines tới Hoa Kỳ trong vòng một thập niên qua. Hai nhà lãnh đạo đã xác nhận là quốc gia của họ sẽ quay trở lại cái hiệp ước năm 1951 có tên là Mutual Defense Treaty và trong đó yêu, yêu cầu Hoa Kỳ là phải có hành động để mà bảo vệ cho lực lượng của Philippines trước các cuộc tấn công. Và họ đồng ý rằng Hoa Kỳ sẽ chuyển khoảng ít nhất là 3 chiếc vận tải cơ gọi là C-130 cũng như là khả năng gửi cho Philippines một số những tàu tuần tra cho Philippines. Việc này diễn ra giữa lúc mà Trung Quốc đang có những hành động đối đầu với lại Philippines ở trên mặt biển và trong đó, trong cuối tuần qua, ít nhất một chiếc tàu hải giám của Trung Quốc đã chặn ngang tàu tuần duyên của Philippines. Các viên chức cho biết là ông Marcos đã cố gắng tìm cách thúc đẩy cái vị trí của ông ta giữa Hoa Kỳ và của Trung Quốc trong vấn đề mà đối đầu với nhau và hiện nay thì Philippines đang có những cái gọi là đối đầu với lại phía Trung Quốc ở trên khu vực biển tranh chấp tại quần đảo Trường Sa. À, trước đó trong tuần thì à, đại sứ của Trung Quốc tại Manila đã có một cái lời phát biểu liên quan tới chiến lược Indo-Pacific và trong đó họ nói rằng là cái vấn đề có 200.000 à, người Philippines làm việc sinh sống tại Đài Loan tôi nghĩ rằng người dân Đài Loan họ có cái sự riêng biệt của họ và không liên can gì tới Trung Quốc đó là lời phát biểu của phía này trong khi đó thì à, Phía Philippines cho biết là họ sẽ tiếp tục hợp tác quốc phòng chặt chẽ với Hoa Kỳ và gần như là sẽ thúc đẩy việc Hoa Kỳ cung cấp một số những cái vũ khí bao gồm các cái chia vận tải cơ và kể cả một số những tàu chiến cho phía của à, Philippines. Ông Joe Biden cam kết rằng sẽ bảo vệ cho Philippines và tăng cường khả năng quốc phòng cho Philippines. Đây được xem là cuộc gặp gỡ khá quan trọng của Tổng thống Philippines tới Hoa Kỳ trong lúc mà ông có chuyến viếng thăm 4 ngày. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của hoa kỳ và của philippines ngày hôm nay cùng một lực trong ngày hôm nay thì hoa kỳ sẽ cung cấp các chi tiết cần thiết cho phía canada đối phó với những hoạt động à, gián điệp của ngoại quốc Bộ trưởng Bộ An ninh Nội địa của Hoa Kỳ là ông Alejandro Mayorkas cho biết là chính quyền Canada sẽ được cung cấp đầy đủ tất cả những cái việc mà thành lập những cái khung luật pháp để đối phó với tình trạng hoạt động từ ngoại quốc và đặc biệt là gián điệp từ các quốc gia ở tại trong cuộc đối thoại tại Ottawa, đây được xem là những gì mà Bộ trưởng Tư pháp của Hoa Kỳ và đã nói chuyện ngày hôm nay trong diễn đàn chúng tôi chia sẻ những cái hoạt động trên luật lệ của chúng tôi và trong đó chúng tôi sẽ có sự đoàn kết để mà đối phó với những cái chuyện này ông majokas đã phát biểu với đài truyền hình cbc trong cuộc phỏng vấn và trong đó đôi bên không cho biết nhiều những cái vấn đề được xem là nhạy cảm. Ông Mayorkas đang có mặt tại Ottawa cùng với lại Bộ trưởng Tư pháp của Hoa Kỳ là Merrick Garland vào ngày 28 tây tháng 4 để thảo luận về tất cả những vấn đề biên giới bao gồm kiểm soát các chất cấm và vũ khí ở bên đôi bên đồng thời cũng gia tăng cái hợp tác. Trong đó thì à, việc đối phó với lại các cái cuộc hoạt động ngoại quốc xen vào cuộc bầu cử, ông Mayorkas cho biết đây là một điều rất nghiêm trọng và có thể đến từ chế độ cộng sản Trung Quốc và các quốc gia khác gồm có Nga, Iran và Bắc Hàn. Ông nói rằng là nhà nước nhân dân Trung Quốc đang có những đe dọa và trong cái lĩnh vực không gian mạng và đồng thời đánh cắp các cái sản phẩm trí tuệ và sử dụng cái nguồn lao động cưỡng bức cũng như là đã phát ra những cái thông tin gây tin diễu và tin giả. Những gì mà chúng ta muốn biết được là tất cả những hoạt động này nó đã thúc đẩy điều trên và chúng tôi sẽ chia sẻ rất nhiều những cái thông tin này và chúng ta sẽ cùng nhau đối phó với những cái hoạt động và những thách thức đang nhắm vào khu vực Bắc Mỹ đó là lời phát biểu của ông đã đưa ra và cuối cùng cũng liên quan tới tình hình của Á Châu ngày hôm nay một nhà đầu tư tỷ phú có tên là Ray Dalio đã lên tiếng cảnh cáo là Hoa Kỳ và Trung Quốc đang đứng sát bức tường của chiến tranh nhà tỷ phú đầu tư có tên là Ray Dalio trong thời gian gần đây lên tiếng cảnh cáo là Hoa Kỳ và Trung Quốc có thể đã tiến gần tới bức tường của chiến tranh và không còn khả năng để đối thoại. Những gì mà tôi nhận ra được và nhận định thấy đây là một trong những cái điều mà nguy hiểm và nó cần thiết là chúng ta cần phải mở thêm đối thoại. Tôi nghĩ rằng tất cả các phía đều đã băng gan qua lằn ranh đỏ và nếu lằn tranh đỏ này tiếp tục được đẩy tới thì sẽ không tránh khỏi cái việc mà hai quốc gia này sẽ có một cuộc đối đầu quân sự gây gắt tương tự như nga đã xâm lăng ukraine. Tuy nhiên nga không phải là một phần của thế giới và họ trở nên nguy hiểm hơn theo tường trình cho biết trong vòng 18 tháng tới thì hai quốc gia này có thể sẽ đi tới một cái mức đụng độ cao hơn và ông ta cho rằng là đôi bên cần phải co các dự duy trì các cái cuộc đối thoại nếu như không thì sẽ đẩy tới một cuộc đối đầu gay gắt hơn và lời phát biểu công đưa ra sau 13 ngày ông ta đang quan sát về cái tình trạng của Trung Quốc và ông ta đã viếng thăm Trung Quốc à, gần như là lần đầu tiên trong vòng 4 thập niên qua, đây được xem là lời phát biểu mới nhất của nhà tỷ phú đầu tư này giữa lúc mà ông ta cho rằng là cần phải đối thoại để kiềm chế lẫn nhau và không nên đi tới đẩy tới cái tính, tính chất gọi là căng thẳng hơn để có thể đưa tới một cuộc xung đột quân sự giữa đôi bên. Đó là lời phát biểu của ông Ray Malio, được xem là một nhà tỷ phú đầu tư đang có mặt tại Trung Quốc. Và đó là bản tin sau cùng trong phần tin thời sự buổi chiều tối ngày hôm nay. Cảm ơn tất cả khán thính giả rất là nhiều cho bản tin này phong sẽ trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình kế tiếp của tnp channel xin quý vị và các bạn nhớ đón nghe và theo dõi mến chào tất cả khán thính giả và chúng ta sẽ gặp lại sau bye bye